Ok, chào mừng các bạn đến channel của THT. Hôm nay mình sẽ làm video tìm hiểu về một tế trò chơi hai. Rồi ban đầu hôm nay mình làm video 2 nhưng mà mình chưa chuẩn bị, cho nên là mình sẽ chuyển cái video, mình sẽ bắt đầu làm video 2 sau khi mà đã thi xong học kỳ 2. Đó, bắt đầu 2 tuần sau là mình sẽ nghỉ làm video, cho đến khi mình thi xong là mình sẽ quay trở lại. Mình có một cái lời gửi chúc cho các bạn là mình mong các bạn chúc thi cho tốt vào. Còn đối với mình là mình muốn mình thi tốt, rồi sau này mình còn phải vượt qua hai bài thi tốt nghiệp và bài thi chuyển cấp nữa. Thì này hơi mệt. Đó, hôm nay mình sẽ làm video thay đổi trò chơi 2. Nó có tên gọi là Người Hạ Sống Tinh Nghịch. Thay đổi này mà mình đã thử tập chơi rồi mà mình cũng có xem một có nhiều phần cực kỳ hài, quá hài luôn là đặc khác. Nào, mình sẽ mở lên ngay bây giờ. Đây trò chơi Người Sống Tinh Nghịch, nó gồm hai phần lận, cái đây là phần 1, còn cái đây là phần 2. Đó, gồm hai thế nào trò chơi. Ở hai này là các bạn có thể lựa một trong hai chương để các bạn chơi. Bắt đầu Season 1 and half. Ở nhà đó, chơi màn đầu tiên nè. Màn này là ông này đang đi cầm ống nhòm, cầm ống nhòm đi ngắm cái khó thân á. Tiếng hoa khô trào đón anh giờ đấy của mình không biết chơi trò này cho nên mình sẽ chơi thay. Đây là tôm, tôm hot boy. Đó, đây ở trong hộp tủ này là các bạn đã tìm ra được cái gì ta, giống cái bong bóng, cái gì giống cái đồ giả xì hơi á. Bây giờ vô phòng phòng y tế nhà tắm, kêu 502 để dán dán vô cái con dán vô cái ống nhòm nè. Bây giờ phải kiếm một cái phòng bi y lộn, rồi kiếm một quả trứng. Quả trứng đây, trứng của nam y lộn mà trứng gà. Bây giờ rồi xong. Thú đây nhà lại đâu dở qua đây ngồi nét cắt đi. Thế sao cái bản này chuyện dầm này bị bả thứ đó để tôm dưới tục quần con nên là chuyện dưới sẽ cứ đó. Bây giờ dán cái ông này lúc đi ngắm cái khỏi thân đi, ông này dán mắt nhiều vô rồi mình đã lấy xong trứng của ổng. Ý lộ mình ở trứng của con gà cho cái trứng của ổng. Rồi đó, bị ấp chế ra mình nhận cái đồng xu. Bây giờ kìa ba, wow,
xì hơi. À, mình đã đặt cái trứng của ông, ý lộn trứng của gà vào trong cái lồng lồng. Sau nãy mình nói lộn biết cái nào. Vì mày có đầu óc quá là trong sáng. Ây Ây ông đừng có bỏ hết chơi cái trong sáng nó vô vô trong vô còn kép á nha không. Quậy mà sẽ quậy. Mình đã cắt cái hành bằng cái dây. Rồi còn cái dây cáp trên TV. Rồi sợ ông bắn chế đó. Sao lành Tôm ra nhảy đâu. Là Tôm vừa bị tụt quần. Rồi hai video đến đây đã tạm dừng. Chén thằng hai. Thằng hai này là đâu? Gì ta? Nhảy rồi dùng cái mày tiếp theo rồi. Nó chôn Tôm tụt quần chạy lấy hết chảo hết quần áo anh chạy nhông 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 chơi như vậy á. Tôi vô trong đây kiếm trong đây là tiết chưa tiết chưa cái hầm gì vậy. Bia. Gì? Bia. Cái này là thuốc thuốc gì ta? Thuốc kích dục. Đúng rồi, đúng rồi, thuốc kích dục. Ý là cái cơ này, thuốc sổ. Anh này. Yeah. Anh đèo là nó. Anh này. Ấy là bây giờ ô ao ai ao 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 tao xong ba đê mà chơi mà chơi đang chạy vô phòng nấp có tăng chưa không. Đó là Trang đang làm có máy tính bảng. Chạy chạy. Rồi cho số sổ. Gì vậy? Đó là Trang về văn một cái vòng. Văn luôn một đống giấy. Ào. Giấy mày kìa. Giấy kìa. Xong rồi. Chọn này gì ra sao hành động chị bỏ trứng vô rồi cái sống chị bỏ trứng vô rồi cái sống chị đây. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái cưa cắt cái chân cha mày. Chào mày. Nó non. Ngon. Đi quần cò ăn cứt của ổng lại. Ủa cái trứng bỏ vô lòng xong chị. Vậy ổng trôn. Nên là làm cho cái trứng của ổng ăn quá ý lộn trứng gà bị nổ tung. Nó lên cột cái tivi vậy. Ừ, không sao nữa. Tôi bây giờ trốn vô trong tủ. Dạ tất rồi. Cả dạ tất cả mình đã trôi xong rồi. Để ra cho ông chụp động quýnh cái. Rồi xong.
giác bộ của TV hình như nữa. Kìa ăn ỉ quá ê. Dễ biết à. Cắt cái gương, cắt cái gương. Không nữa. Ow. Đây là chén dừa nấu điên cầm cặp của anh chị em cầm miệng ra vài. Cầm cái quần của Tốn chạy nhông nhông nhông. Trang đang nhảy múa trong phòng. Thành công rồi. Đó. Bây giờ mình có thể tặng video tới đây rồi. Đó, bây giờ vẫn còn mình cuối này. Chúng mang khác mình chưa có thể mở khó được. Đáng ghét thì có chó. Chúng mang kia rồi không nên thể mở ra được. Nhưng mà dù sao có những mang cực kỳ bá đạo. Mà cái mang cực kỳ bá đạo nhất là cái mang mà ông đi cầm ống nhầm ngắm gai khó thân. Còn những mang này kia. Dạ thầy. Dạ mình. Rồi hôm nay bây giờ mình chỉ làm tới đây thôi. Bây giờ bữa khác mình sẽ làm video. À ý lộn là mình sẽ làm video sau khi mình thi xong. Đó, chẳng nên làm video của mình còn hơi dài. Đó, tạm biệt các bạn.